thì vườn mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, trước mặt mọi người đây chính là một cái bông mai của dảo Đa Phúc nha. Thì cái loại này hoa của nó nổi tiếng rất là to cả nhà. Hoa của nó là 8 đến 12 cánh. Nó là dòng dảo thì cây nó rất là dễ chăm, sinh trưởng mạnh, khỏe, ràng quàng nha cả nhà. Cây này dành cho những ai mới biết chơi thì trồng dảo Đa Phúc cũng rất là ok nha. Loại này thì mua về chúng ta cũng có thể nhân giống, lấy bò nhân giống được rồi cả nhà. Đó, hoa của nó thì đây là nở trái mùa nha, chứ nếu mà ngay mùa là cái hoa này hơn 4 ngón tay của em, và đặc biệt là hoa chùm không. Cái màu vàng tươi rất là đẹp cả nhà, nhìn cái nhị của nó nè, rất là duyên đúng không? Thì cái loại này 8 đến 12 cánh ha cả nhà. Thì bên vườn mai nhà em cũng có một số cây giống để giao lưu với cả nhà. Thì với giá là 90 ngàn một cây nha, cây cao tầm 30cm đi lên nha cả nhà. Đó, đây chính là giống mai dảo Đa Phúc ha. Đó, đây. Rồi, dảo Đa Phúc giá 90 ngàn một cây nha cả nhà. Rồi, tiếp tục bên đây. Bên đây á chính là hàng cúc VIP nha cả nhà. Cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ. Thì bây giờ những cái loại này bên em giới thiệu thì đồng giá 80 ngàn một cây thôi nha cả nhà. Cây cao tầm khoảng gần 2 ngang tay của em rồi nha. Giá chỉ 80 ngàn một cây thôi. Rồi, cây á thì tất cả cây đều được xử lý rễ hết nha cả nhà. Xử lý rễ hết. Đó, đây, cây này là cúc VIP nha, hay còn gọi là cúc tri kỷ. Thì hoa này nó nở phùng y như một cái hoa hồng rất là đẹp cả nhà. Loại này về chúng ta lấy bo được liền luôn á. Đó, giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi nha. Rồi, ở ngoài cái giống dảo Đa Phúc rồi giống cúc VIP thì bên em còn có một cái loại mai, đó chính là dảo cam nha cả nhà. Dảo cam thì cái loại này á thì cao khoảng hơn một gang tay của em rồi cả nhà. Thì chắc tầm khoảng 25 đến 30 cm, thì cây thì nó cũng có từ 25 cho đến 30 nha. Thì giá chỉ cũng chỉ có 80 ngàn một cây thôi cả nhà. Thì loại này 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển nha. Cả nhà nhìn thấy cây rất là xanh tươi luôn nè. Đó, nó đang ra đọt rất là đẹp luôn nha. Cây này sinh trưởng rất là khỏe cho nên cả nhà yên tâm ha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây cả nhà. Hàng bên đây chính là hàng cúc thọ hương nha. Cúc thọ hương bông chùm. Loại này hoa của nó rất là thơm và nở rất là lâu tàn cả nhà. Thì loại này em bán cũng có giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn ha. Đó, đây cao khoảng hơn một gang tay của em rồi, chắc khoảng 25cm trở lên á. Thì giá cũng có 80 ngàn một cây thôi cả nhà. Ba cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Rồi, em tiếp tục tiến vào bên đây nha. Qua bên đây đi cả nhà. Bên đây là giống là dảo lai nè. Dảo lai bông chùm, dảo lai thơm á cả nhà. Thì loại đây, dảo lai giá chỉ 80 ngàn luôn nha cả nhà. Đồng giá 80 ngàn, cao tầm khoảng 25 đến 30 cm đi lên ha. Rễ thì tất cả các cây đều xử lý rễ hết. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Rồi, giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi nha cả nhà. Dảo lai thơm bông chùm. Dảo lai thơm bông chùm giá 80 ngàn một cây nha. Rồi, cúc Tân Châu. Đây là cúc Tân Châu nha. Cúc Tân Châu thì loại này cây cũng tương đương với những loại hồi nãy, thì cũng đồng giá 80 ngàn một cây ha. Loại này thì là 24 đến 36 cánh nha cả nhà. Đó, cây rất là sinh trưởng, rất là khỏe nha cả nhà. Nhìn thấy ha, chỉ có giá 80 ngàn một cây thôi nha. Rồi, hàng bên đây chính là cúc hai tầng Quỳnh Gia, Quỳnh Tấn Phát cả nhà. Đó, loại này thì cái mắt lá của nó rất là nhạt luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Giá thì em bán cũng mới chỉ 80 ngàn một cây thôi nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn. Loại này rễ của nó thì bằng cây viết đi lên nha cả nhà. Đó, loại này về chúng ta cũng có thể lấy được một ít bo luôn. Giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn ha. Và chương trình tri ân khách hàng thì cứ mỗi như vậy 10 cây á, 10 loại thì bên em vẫn bao phí vận chuyển và tặng kèm cho chúng ta một cây nha. Và bên đây rất là nhiều giống nha cả nhà. Bên đây chính là hàng cúc bi. Đây, cúc bi hay còn gọi là cúc tiên sinh nha. Thì loại này em bán cũng với giá có 80 ngàn một cây thôi cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển ha. Mấy cây này tuy nó nhỏ nhưng mà sinh trưởng của nó rất là khỏe cả nhà. Cả nhà nhìn nó đang ra đọt non rất là đẹp luôn nha. Đó, giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, cây sinh trưởng rất là khỏe cả nhà nhìn thấy nè. Rất là ok luôn ha. Đó. Rồi, nãy giờ thì mấy giống người ta, cúc Tân Châu, dảo lai, rồi dảo Đa Phúc, rồi cúc hai tầng Quỳnh Tấn Phát, cúc VIP,
Dảo cam, cúc thọ hương. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục giới thiệu, nó chính là cúc 150 ha. Vào đây nha cả nhà, rất là nhiều giống luôn. Đây là hàng cúc VIP nè, cây phải nói là xinh tươi luôn mà giá chỉ có 80.000 một cây thôi nha. Đây, bên đây là cúc Tân Châu ha, 80.000 một cây luôn nha cả nhà. Đây, hàng cúc 150 nha cả nhà. Đó, cây thì em tỉ những cây như thế này em giao cho cả nhà nha. Giá cũng chỉ có 80.000 một cây thôi cả nhà, 80.000 một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, giá 80.000 một cây, 3 cây em bao ship luôn nha. Đó, đây, đó chính là cúc 150 ha. Rồi, đó chính là các cái giống mai bên vườn mai của Chết Chè Bông nha. Loại nào đồng giá 80.000, chắc tầm khoảng 10 loại cả nhà. Cúc VIP, cúc bi, cúc thọ hương, dảo lai, rồi cúc hai tầng, cúc Tân Châu, đại lộc. Nói chung là rất là nhiều giống 80.000 ha. Ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.